dành thời gian 5 phút cho các chị về một điều về cái bệnh đau và một điều về cái sắc màu của Sư Minh Tuệ. Em hiểu gì thì em nói đó nha, cũng không chính xác lắm. Thứ nhất là có người hỏi em rằng là năm nay con 73 tuổi, thầy xin thầy cái kiểu như gia hộ cho con bớt bệnh đau hoặc không bệnh đau. Thì em mới hỏi lại vị Phật tử này là ở trên đời chú có thấy ai mà sống chiếc xe chạy 70 năm rồi mà nó không có hư không? Chú Phật tử cũng thật thà nó trả lời không đâu, tại vì 73 năm nó hư hết trơn. Thì mình thọ nhận cái thân này mình xài 73 năm rồi mà bảo nó không hư thì là không có đúng nha. Cho nên các chị ở đây á, thì đi chùa đó, thì các chị hãy đi chùa trong sự chánh niệm, chánh giác. Thì các chị là gọi là chánh kiến, hoặc là chân chánh làm đệ tử Phật á. Còn các chị đi chùa mà cúng này cúng nọ xong mong mình bình an, là mong mình tai qua nạn khỏi, rồi mong mình làm ăn phát tài, rồi mong mình con cái học hành đỗ đại, rồi mong mình hết bệnh hết đau á, thì các chị đó là gọi là tín nữ, là niềm tin của mình. Người nữ này có niềm tin tưởng là Phật sẽ làm được điều đó, nhưng mà Phật không có làm việc đó. Phật chỉ ra cho mình thấy cái đó, chứ không phải là Phật làm cái việc đó. Nếu mà Phật làm việc đó thì bên Ấn Độ người ta sẽ không có khổ. Đến giờ này là người ta khổ quá chèn rồi. Mình á, trên thế giới này là đa phần là theo Phật và theo Chúa, nhưng mà cái khổ là không phải Phật và Chúa chịu trách nhiệm. Và các bậc thánh trên đường đời này cũng không phải có đủ phép màu mà hóa giải những cái thiên tai dị ách, những cái khổ não của con người. Thế là mình gần gũi Phật, Chúa và các vị thánh thần để làm cái gì? Là đó là mình noi cái gương hạnh, cái trí tuệ của quý ngài để mình chuyển hóa cái con người của mình. Con người mình quá nhiều những sân si phiền não, mình chuyển hóa thì đó gọi là tu ha. Cho nên quý vị các Phật tử đừng có đi tìm Sư Minh Tuệ, tại vì mình càng tìm sư thì càng phá vỡ cái hạnh của sư đi, thì cái hạnh đó là cái hạnh vốn yên lặng. Và người tu như Sư Minh Tuệ thì không có nhu cầu tiền tài vật chất, mà sư thường sống ở vỉa hè, nơi hoang vu, nơi nhà hoang đó, nơi nghĩa trang nghĩa địa gốc cây. Cho nên cái hạnh đó người ta gọi là hạnh đầu đà. Mà nếu bây giờ mình rủ nhau mình sắm quần áo, mình rủ nhau mình sắm thức ăn, mình đến để mình cầu phước, thì mình nghĩ là sư là Phật á, thì mình mong sư ban phước cho mình. Thế là mình làm cho sư rắm trong cái bước đường hành đạo. Lỡ như sư chưa chứng quả mà sư đang cố gắng tu tập, thì mình là chính là cái người mà làm cho sư bị dở dang trong một kiếp nữa. Nếu như kiếp này mà sư có thể đi mặc hạnh thêm một thời gian nữa, sư hốt nhiên sư ngộ đạo, sư trở thành một vị Phật thật sự, thì công đức của mình rất là lớn vì mình hộ trì. Nhưng mà mình rủ nhau mình đi cản trở cái việc tu tập của sư, khiến sư phải vào rừng sâu, sư ở, sư ăn măng, sư sống qua ngày, thì cái sự cuồng tín của mình, cái sự mê tín của mình, cái sự tín nhiệm của mình, sự quý mến của mình vô tình biến thành cái điều mà nó tham khổ hơn, bế tắc cái đường tu của sư. Và chúng ta đã từng thấy sư đã bị như thế. Cho nên chúng ta tôn kính ngài Minh Tuệ cũng như chúng ta tôn kính Đức Phật á, không phải là chúng ta ùa ạt nhau đi đến chùa lạy cúng. Chúng ta hãy làm sao á mà vâng lời Phật dạy, cái đó gọi là quy y. Và chúng ta làm sao kiểm soát được chính mình, tức là chúng ta tập tu thấy được hơi thở của mình, thấy được cái cơ thể mình nó đang hoạt động. Sáng thức dậy là lùa liền nghĩ đến mắt, tai, mũi, lưỡi, hơi thở, cảm nhận về nó. Đây là thân này, xin chào thân. Hôm nay là ngươi khỏe không? Là thấy hơi bị cảm phải không? Với cái bình thản nha. Chút xíu ta cho ngươi ăn cháo với muối tiêu. Sau đó ta cho ngươi viên thuốc. Rồi ngươi sẽ từ từ ngươi lành bệnh thôi. Ngươi đừng có lo lắng. Xong mình tự dạy nó, gọi là kiểm soát thân. Minh sát tuệ là chỗ này nè. Minh sát tuệ tức là Vipassana, tức là một loại thiền mà người ta có thể kiểm soát được thân và tâm, mà được quán thân trên thân ở trong cái tứ chi của tứ niệm xứ. Cho nên mình thấy tóc mình nó bạc, cái mình nói ừ tóc ơi, tại vì ngươi đó sống 50 năm rồi thì bắt đầu nó chuyển qua bạc.
Và khi mà ngươi sống tầm 6-70 năm rồi, có thể nó bạc hết cái dòng tóc của ngươi luôn. Và ngươi yên tâm, đây là thời gian là đẹp nhất của kiếp người. Chứ nhiều khi bây giờ mấy đứa trẻ nó phải đi nhuộm á, mới có cái màu tóc như ta. Cho nên ngươi đừng có vì thấy tóc bạc mà ngươi buồn nha. Rồi da nhăn, mắt mờ, tai điếc là cái chuyện rất bình thường. Tại vì mình xài mấy chục năm rồi thì nó phải cũ thôi. Và ngươi hãy tin rằng là với cái kiếp hiện tại á, mà dưỡng trí, dưỡng thần như thế này, thì chắc chắn kiếp sau nếu ngươi có tái sinh á, thì ngươi sẽ có được một cái sắc màu khác, tinh túy hơn, đẹp hơn, lịch thiệp hơn, thông minh hơn. Và nếu như ngươi cần vật chất á, thì cái tài hoa của ngươi nó cũng đầy đủ, nó không khổ nản như kiếp này. Nhưng ngươi biết rằng là khổ mới là chân ái, khổ mới là thật sự của cuộc đời, còn hạnh phúc là ước mơ của chúng ta mà thôi. Thì trên thế gian này lúc nào cũng cầu chúc cho con được 100 năm hạnh phúc, mấy người sống được 100 năm. Mà vậy, mà giả sử như sống được 100 năm, mấy người 100 năm được hạnh phúc. Chúng ta tìm đi, chúng ta tìm từ cổ chí kim cho suốt một cuộc đời này, có ai sống 100 năm mà không khóc không? Có ai sống 100 năm mà không đau đớn không? Không chạy giặt, rồi không đánh giặc, rồi không đánh lòng giặc. Cũng là cái thứ tranh chấp trong trái tim mình. Đức Phật đã từng nói, đánh hàng ngàn quân địch ở giữa chiến trường thì không bằng cái sự mình đánh chính mình, từ bỏ cái tham sân si của mình, cũng là giặc. Giặc tham, giặc sân, giặc si, thấy không? Cho nên chúng ta đánh giặc cả đời, chứ không phải là nó ở biên cương, biên thùy đang bị là nước này nước kia xâm chiếm, chúng ta mới đi đánh đâu. Không, chúng ta trở về cái thời bình, chúng ta cũng vẫn phải đánh giặc. Đó là chúng ta làm cho chúng ta yêu thương hơn, chúng ta gắn kết với nhau hơn, chúng ta đừng tranh chấp. Mà trong tâm đây nó tranh chấp trước rồi, trong đây nó đã dạy cho nó hơn thua rồi, thì phải giải ngay cái đây. Cái đó gọi là tự quy y pháp, tự quy y tăng, tự quy cái sự, tự quay về cái sự bình an thanh tịnh của chính mình. Đó là nghĩa của những người gọi là Phật tử, cái là con của Phật. Con của Phật là như thế, chứ không phải chúng ta ùa đi tìm sư tuệ cái chúng ta trở thành con Phật. Tại vì như vậy á, nghĩ sao chiếc xe cứu thương người ta đang cứu một mạng người, cứ hỏi 10 phút là có một chiếc xe cứu thương, cứ nửa tiếng là có một xe cứu thương, chưa tính cứu hỏa nữa. Cái mình làm cả mấy ngàn người chặn cái con đường người ta, mình tưởng đó là oai lắm sao? Rồi xong rồi những người chết kia người ta làm sao? Người ta như người cấp cứu kia người ta làm sao? Chưa nói ông thủ tướng, ông tổng bí thư, ông chủ tịch nước, rồi cái ông chủ tịch phường, chủ tịch xã, ông đang đi kinh, đi sứ, đi họp, đi hành, đi làm, rồi ông phải đứng lại trong thời lượng đó. Thì đó rõ ràng mình đã góp phần vào trong cái việc bất, gọi là mất an ninh của xã hội. Rồi người ta sẽ dí sư Minh Tuệ vô cái chỗ là vô tình đẩy sư Minh Tuệ bế tắc trong đường tu à, nha. Cho nên mình đừng đi lên chỗ đó, mình lễ mình lạy rồi mình xả rác đầy à, mình đừng làm theo cái kiểu đó nữa, là mình trở thành, đúng là mình là tốt á, nhưng mà rồi mình không biết làm cho thành cái xấu nha. Cái bàn tay ở bên đây á là mặt phải, mà vô tình mình lật qua bên đây thì mặt trái, thấy không? Cái thiện và cái ác nó ở cách nhau một cái đường tơ, như cộng tóc của mình vậy. Mình vẫn khéo thì nó qua ác và đạo này à, do tư duy của mình. Rồi còn sắc màu á, sắc màu của sư Minh Tuệ là thật ra đó, sư vì muốn tránh cái gọi là cái duyên là mình mượn cái sắc màu của Phật giáo, vì sư lo ngại á là sư sẽ tu không đến nơi đến chốn, biết được chừng ảnh hưởng đến Phật giáo, truyền thống của Phật giáo. Và sư cũng biết mình là chưa thọ giới, chưa chính thống, cho nên sư phải lụm y áo bên đường, giải bên đường sư may, sư mặc che thân. Cho nên sư kết luận rằng là ca sa nó có ý nghĩa như thế nào, đó là nó khoác lên người của ai đó mà tham sân si không còn, đã có giới, có định, có huệ, thì dù mặc cái gì cũng là ca sa. Để ca sa nói nôm na là y phục, y phục, âu phục. Thế nên ai cũng có thể mặc ca sa. Thì y là y áo nè, y là tiếng Trung Quốc, nhưng mà áo là dịch cho của mình, góp lại Việt với lại Quốc thì gọi là y áo, âu phục. Cho nên mình mặc cái gì mà khoác lên cho một bậc thánh hoặc là bậc chân tu,
hạt đức thì gọi là ca sa. Còn nếu mình khót lên trên một con người nào mà nó đầy ấp hơn của phiền não thì cho dù có thọ giới gì cũng không phải là ca sa. Cái này sư nói đúng, nếu mình luận về chân lý thì là đúng, còn luận về cái sự đụng chạm thì cái đó còn khỏi miễn bàn. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng là cái sắc màu của sư tuệ đầu tiên á là sư nhặt từ miếng vải sư đâu lại, cho nên nó không có giống nhau, thành ra màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, mà chủ yếu để che cái thân trần tụi này, cát bụi này để tu thôi. Cho nên đó gọi là điện ý. Dạ, cái này là Đức Phật đặt chứ không phải do sư tuệ đặt. Tại một lần đó Đức Thế Tôn á ngồi ở trên một cái con đồi cùng với lại Đại Đức A Nan. Đại Đức A Nan là thị giả, một người cực kỳ thông minh ở trong cái thời kỳ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc đó thì chưa có lập giáo hội. Nhưng mà nhìn xuống cái cánh đồng bao la mênh mông đó, cái thửa ruộng người ta như vậy đó, nó vuông vuông, cái lớn hay nhỏ nhưng mà nó đều là có cái bờ đó. Cái xong Ngài A Nan nói là bây giờ cái này này mình đặt là cái gì, thì cái ý đó, cái ý này nè, thì mình đặt là ý gì. Thì Đức Thế Tôn nhìn xuống cánh đồng, Đức Thế Tôn thấy những cái miếng ruộng á đó, nó giống cái Ikasa, rồi gọi là bá nạp. Đó là bá là 100, nạp là mình kết lại, mình nối lại, mình đâu lại. 100 cái miếng này nó gần giống như 100 cái miếng ruộng nó đâu lại thành một cánh đồng á. Đức Phật nói là y phước điền. Dạ phải, là đó là cái ruộng phước. Cái ruộng này nhưng mà là ruộng phước. Tại sao ruộng phước? À, bây giờ ruộng phước là như thế này nè. Khi mình tiếp xúc với lại một Đức Phật hoặc là một nhà sư mà sợ trở thành gọi là phước, là từ đó mình buông đi cái bản ngã. À, cái bản ngã của mình là mình cho rằng mình đúng, cho nên mình chửi mắng luôn cả chồng mình, là mình đánh luôn cái vợ con, rồi mình đuổi cha mẹ mình ra đường, rồi mình vợ chồng mình kình cãi tan nát cả một đời người, chỉ là vì mình suy nghĩ là mình đúng. À, chứ người ta suy nghĩ sai là người ta không có làm. Bây giờ mình khi mình tiếp xúc với lại nhà sư hoặc là mình tiếp xúc với lại Đức Phật thì cái suy nghĩ về cái bản ngã của mình á, nó kịp dừng lại và nó bắt đầu nó có cái chiều sâu suy tư về hạnh phúc sống ở đời. Đức Phật dạy đừng làm tổn thương mình nhưng cũng đừng làm tổn thương người. Nếu mình làm tổn thương người mà được hạnh phúc về mình thì cũng không được, mà nếu mình làm hạnh phúc về người mà mình tổn thương chính mình thì cũng không đúng. Cho nên sống tốt là đừng làm tổn thương người mà cũng đừng làm tổn thương mình, thì như vậy mới là cái chân lý. Cho nên khi quy y Phật hoặc là tiếp xúc với nhà sư á, cái điều mà nó sinh ra phước thiện, cái điều mà nó sinh ra gọi là chân lý, là tu hành á, thì làm sao cho mình gặp cái mình buông đi thiền nhận. Đó, mình đang giận lắm mà gặp nhà sư rồi về thôi, đó, bỏ đừng trách nữa, đừng hờn nữa, đừng trách nữa. Vì sao vậy? Vì cho có duyên làm vợ chồng, có duyên làm cha mẹ chị em, có duyên làm bạn bè với nhau, quen nhau 20 năm là đi chùa với nhau, hôm nay tự nhiên giận, người cô đi đó thì tôi đi chỗ khác à. Dạ, đoàn cô đi lên lên Ninh Thuận thì tôi sẽ đi Bình Thuận, không đi chung nữa vì giận. Giận rồi thì cái giận đó là ma, gọi là tâm ma, phiền não ma. À, đó, tâm ma, phiền não ma, ma nó ở trong lòng mình, cái nó suối mình bỏ một người bạn là keo sơn gắn bó 20 năm, thì cái đó là chỉ có ma tâm nó mới làm như vậy. Khi mình tiếp xúc với Phật, với các thầy rồi thì mình nói ờ cái này không có gì, tại lúc đó chị nóng quá, nóng quá cho nên chị mới nói như vậy, và chị mới nói chị không đi với mình nữa, thôi thời gian chị nóng mình nguội đi. Nếu là bên đây kia lửa thì bên đây phải nước, chứ đừng có chế thêm dầu xăng, cái mình ra sau mình quét dọn, mình làm việc, mình niệm Phật, mình tụng kinh đi. Đợi cho cái chị đó một buổi, một ngày, một giờ chị cũng bình tĩnh lại, cái đó gọi là bình thản lại, an yên lại, thì mình tâm sự. Thôi hồi nãy giận nhau nói vậy em xin lỗi chị, em cũng lỡ lời, hai chị em mình bạn thân với nhau mấy chục năm, bây giờ dù gì mình cũng đừng để mọi người xung quanh mình nó giữ nhầm người chị em mình ha. Bây giờ em bỏ qua, chị cũng bỏ qua đi, chúng ta cùng nhau giúp đời làm từ thiện. Thì cái này gọi là mạnh mẽ trong đường tu, tinh tấn trong đường tu. Tinh tấn là cái chỗ này nè. Thì có một người suốt đời không lầm lỗi, nhưng cái người này thì Đức Phật nó không có. Còn cái người thứ hai còn lại là lầm lỗi nhưng biết sửa đổi, thì cái này là nhiều. Tại Đức Phật nó tu là sửa là chỗ này. Cho nên chúng ta mặc cái áo sư minh tuệ là chúng ta bắt đầu nhớ lại là hoàn cảnh đẩy đưa cho sư, là cái y này y phước kỳ. Và mình mặc cái này lên là mình còn một cái nghĩa nữa là hòa hợp. Tại vì nghèo giàu về chung ở một nhà, nghèo giàu về chung một đất nước, một tổ quốc,
sang trọng thành công thất bại gì cùng trong một trái đất này. Chúng ta cùng nhau, chúng ta bảo vệ trái đất này là cô chú. Đó, mà cái này không phải Phật dạy, mà người nghệ sĩ dạy, nhạc sĩ dạy, mà chúng ta thành một cái ca khúc mà coi như trở thành yêu quê hương, yêu tổ quốc là của chúng mình. Quả bóng xanh bay giữa trời xanh, coi như tất cả đều đó. Mình nói chung là mình giữ gìn chung. Chứ mình tu hành mà mình tới Gia Lai rồi mình đảnh lễ sư Minh Tuệ xong mình xả một đống rác ở trên đường vậy đó, rồi bà con đó người ta đi hốt, thấy không? Vì mình nghĩ là nhà của mình mới lao, thấy không, quần áo mình mới giặt, cho nên mình xả rác ở bên ngoài. Nhưng mình không hiểu là khi bên ngoài ô nhiễm thì nhà mình cũng ô nhiễm theo, cho nên mình xả cái không khí độc ra bên ngoài, mình tưởng mình không dính, không có đâu. Đây là một quan niệm sai, có rất nhiều người giữ cho mình sạch sẽ như là phun độc rất nhiều xung quanh, cho nên là cuối cùng cái người xung quanh đó cũng ô nhiễm là chính mình á. Thì không khí ô nhiễm, nước ô nhiễm, lời nói ô nhiễm, tâm ô nhiễm thì ảnh hưởng hết tất cả. Cho nên khi mình tổn thương một người nào đó thì đồng có nghĩa là nó tổn thương ngược lại chính mình. Cho nên Đức Phật nói là nước gió tung bụi á thì dơ mặt mình, hoặc là ngậm máu phun người thì dơ miệng mình. Thì với cái điều này là mình biết rõ, chỉ có là mình có hành được hay không, cho nên mới gọi là tu hành. Nhưng không, tu hành là mình đừng phun độc ra bên ngoài, tại vì khi mình phun độc là mình dính độc trước. Cho nên mình mà làm tổn thương người á, thật ra là mình đã làm tổn thương mình trước. Đức Phật nói khi mà bị mùi mũi tanh độc bắn vô trong mình rồi thì mình đừng có dành thời gian để đi nghiên cứu tìm tòi ai là người bắn mình, mũi tên này cẩm vào loại độc gì và hướng nào bắn tới, thì mình đừng có mất thời gian mà mình hãy tranh thủ rút mũi tên độc ra để cứu mình trước. Thấy người đời họ xử lý xấu, họ chửi mắng mình, họ vu khống mình, hoặc là họ tổn thương mình là mũi tên độc đó, mà mình làm sao mình hóa giải mình trước thì đây là mình tu. Cho nên tại sao mà đêm thành đạo của Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề, tại sao cội Bồ Đề, Bồ Đề tính là giác, giác ngộ, giác giả hay là Phật tâm. Mà tại sao ngồi ở đó? Tại vì muốn thành Phật thì phải ngồi ở đó. Bây giờ các bạn ngồi ở cây nào bất cứ trong đường đời này mà quý vị giác ngộ thì cây đó chính là cây Bồ Đề. Vì gì không? Cho nên mũi tên nào mà độc địa bay vô trúng Đức Phật thì biến thành sen hết á, sen hồng hết á, sen xanh, sen đỏ, sen trắng hết. Là tại vì sao vậy? Vì nơi Đức Phật không có dấu hiệu của sân si. Khi mà nơi Đức Phật không có dấu hiệu của sân si thì ai sân si đó là chuyện của người ta, mình không có sân si theo. Thật sự là lửa nó cháy á, mà mình cháy theo là do mình có nóng giống như nó. Còn nếu mình có một cái khoảng cách, mình có một cái phương pháp thì lửa bên kia cháy thì bên đây mình vẫn an toàn. Thế là bên kia nóng, bên đây cũng nóng. Cho nên thấy người ta mà nóng đó thì niệm câu kệ này của sư cô Như Thủy á, bây giờ là sư bà rồi. Đây là một người hỗn xược chửi ào ào, không lẽ mình đây cũng vậy sao? Không, một đứa cọc cằn là thêm đứa nữa thành hai đứa cọc giống như nhau. Cái bài thơ này ni sư đọc từ lúc con mới có 15 tuổi à, lúc đó con nhẹ nhỏ lắm, nhưng con đã thuộc được với bài kệ này. Tại vì con hiểu được thì ra cái tu hành mình coi chừng bị người ta mồi lửa mình dính ha, để vấp cái mình té theo. Nếu mình đừng có dấp chỗ đó, mình tránh đi. Cho nên có một người mà họ té ngã trong đường tu đó thì mình đừng có khinh họ, đây là tâm lý đạo đức. Đừng có khi họ phạm giới, đừng có khi họ lỡ đường tu, thấy người ta nóng tính, thấy người ta coi như là sân si, người ta nhậu nhẹt, người ta đánh vợ đánh con, hay là người ta bỏ chùa bỏ chiền, thì tự nhiên mình nhìn lại mình, mình nhìn lên mình, thấy người ta chết mình nhìn lên mình, thấy người ta chết còn trẻ quá, mình năm nay già hơn mà mình còn sống. Thế là thấy người ta chết trong lòng bỗng xót xa, không phải xót cái người đó mà ta xót cho ta. Cho nên cái người tu nó tuyệt vời lắm. Nên các bạn đi chùa 70-80 tuổi, có khi 90 tuổi vẫn mong quý thầy cầu an cho mình đừng bệnh tật, cầu mong quý thầy tụng kinh cho mình không có già đi, trẻ đi. Vậy sao làm thì tử Phật được? Còn mới nói chứ cô ơi, Phật có 80 tuổi, 81 tuổi Phật nhập Niết Bàn, có nghĩa là Phật chết á. Cô năm nay 80-90 rồi, cô biểu á, Phật gia hộ cho cô sống thêm, già không có bệnh. Trời ơi, cô làm Đức Phật bỡ ngỡ. Cô làm Đức Phật rối rồi đó. Đức Phật mà còn ở đây, ông nói tao có 80 tuổi tao chết mất tiêu rồi, mày 90 tuổi lớn tao, đòi tao khổ cho mày, kinh quá vậy tao làm sao có sức mạnh đó. Nếu mà Phật mà làm vậy con cũng tuổi, nên cô kia cô lạy Phật, cô xin cái chú tiểu ngồi
sau lưng chú Tiểu nói đùa cái cũng hết hồn rồi có thiệt. Cho nên là quý Phật tử thân mến, khi mặc chiếc áo này á, là chúng ta hòa hợp. Chúng ta hòa hợp từ năm châu bốn bể, tức là xứ nào, nước nào, đạo nào, tôn giáo nào cũng chung một trái đất này, chung một tâm địa này, đừng phân biệt anh là đạo này. Con mình mà nó thương quý, nó thương yêu đạo khác, miệng nó thương yêu là cưới. Con mình nó đã hạnh phúc với nhau thì mình đừng coi ngày coi giờ rồi coi tuổi gì hết á, cứ chạy đi coi tuổi, cái nói trời ơi cái tuổi dần nó kỳ, cái tuổi thân mô Phật ở trên đời này ai cũng tuổi thân nữa đó. Không tuổi thân sao nước mắt nó chảy được. Cho nên đừng có kỳ cái này tuổi kia là nước này nước nọ chi, là mình mặc cái áo sư minh tuệ đó, là mình mặc cái sự hòa đồng, mình mặc cái sự thương yêu, là mình mặc cái sự đồng cảm, gắn kết, chứ không phải lấy cái áo này lên mặc cho đẹp nữa đâu. Cái cô cứ lựa cái nào cho đẹp, cho sang, rồi mặc cái cho sang xuống. Không phải, mặc cho cái tâm nó rộng ra, đúng không? Xin chốt lại câu nói cao quý của sư Minh Tuệ. Đây là sư đại diện cho những người tu hành nói nha. Sư nói rằng là sư á, cầu nguyện cho những ai trên đời này mà ghét sư đều thành Phật hết. Bởi vì khi người ta thành Phật rồi, không còn ghét sư nữa. Con nghe câu nói đó mà con tin tưởng thêm. Xin cảm ơn nha. Hết lòng.